Xin giới thiệu với tất cả mọi người nhé. Mời mọi người trở lại với kênh YouTube chuyên cung cấp dụng cụ bonsai Nhật Bản, Đài Loan, máy làm lúa, thuốc lúa, phân bón, thuốc kích rễ. Đấy, mọi người xem là có địa chỉ, số điện thoại, Zalo rõ ràng nhé. Thì hôm nay là đại lý của mình là giới thiệu về một cái sản phẩm. Đây là một cái kéo cắt cành chuyên để cắt tất cả các loại cành cây, từ cây cảnh, cây nghệ thuật bonsai đến cây ăn quả, tất cả các loại cành thân gỗ. Đấy, hôm nay cái dòng kéo này thì nó mình sẽ giới thiệu về cái dòng kéo này. Đây, nhà mình chuyên bán buôn bán lẻ thì mình sẽ bỏ cái cây kéo này ra. Cây kéo này nó rất là chất lượng. Trước hết là nói về cái kéo này, đo là chiều dài của nó là 21 cm nha, và cái lưỡi của nó thì dài 6 cm, tổng chiều dài là 21 và cái lưỡi của nó thì dài 6 cm. Đấy, thì cái kéo này ấy, riêng nói về chất thép của nó thì chất thép thì không phải nghĩ rồi, làm rất là khôn, chất thép SK5, hàng Nhật Bản nhá, Made in Japan này, SK5 này. Đấy, và đây nó có một cái khóa này, trước khi sử dụng là mình phải mở một cái khóa này ra nhá. Đây, cái khóa này, cái khóa riêng cái khóa này thì nó làm là cực kỳ chắc chắn, nó không như các loại khóa khác đâu. Đây mình gạt rồi. Đấy, khóa kiểu như khóa bi ấy, nó cực kỳ là bền, riêng cái dòng khóa này thì rất là bền. Đấy, khóa lại, mở ra này. Đấy, thì cái kéo này nó có cái lưỡi của nó ấy, thì là chất thép SK5, là chất thép là cực kỳ bền và dẻo dai, các bác cắt thì cành to không phải nghĩ. Và cái tay cán của nó ấy, được làm bằng nó là một cái chất nhôm rất là mềm dẻo, và cái tay ngoài của nó là được bọc một cái lớp nhựa cầm rất là êm tay. Lớp nhựa này nó có màu là giả vứt gỗ đây, mình cầm rất là êm tay, dáng kéo cầm cực kỳ chắc, có điểm tì này, cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, mình sẽ cắt thử. Khi các bác chọn kéo ấy, bất kể kéo nào các bác cứ phải cắt thử này. Đấy, ví dụ là các cái kéo sắc hay không ấy, mình phải cắt được cái này. Đấy, thì nó sẽ biết là cái kéo nó sắc hay là không. Mọi người nhìn này, kéo cực kỳ khôn. Kéo này đấy, chuyên như từ đầu là mình đã giới thiệu là chuyên dùng cho các bác là chuyên cắt tất cả các loại cành cây thân gỗ, nhất là các bác chơi cây cảnh nghệ thuật, cây bonsai ấy, cắt rất là thuận tiện, cầm rất là chắc chắn. Và cái lò xo này ấy, riêng cái lò xo tròn này ấy, thì nó lại cực kỳ bền, nó bền hơn các cái dòng lò xo mà gọi là càng cua đấy. Dòng lò xo này bao giờ nó cũng bền hơn các cái dòng kia nhá. Và cái kéo này ấy, thì đây nó có các cái lò xo, nó cũng kèm theo một cái lò xo để sơ cua. Khi các bác dùng 3 năm đến 5 năm rồi, ví dụ mà nó có trục trặc gì ấy, thì bác thay cái lò xo mới này vào. Cái này thì mình thay thì nó rất là dễ. Đây này, mình thay này, bỏ ra này. Đấy, và mình lắp cái này vào. Nói chung là nó cũng dễ thao tác rồi. Đây, lò xo của nó đây nhá, lò xo sơ cua đây nhá. Nó có một cái vấu nhựa này, mình ấn chặt vào. Và đây nó có một cái định vị này, khi mình ấn vào là nó mắc chặt chết ở đây luôn. Và bên này nó cũng có một cái định vị. Đấy, nó rất là chắc. Đấy, về cái dòng kéo này, cái lò xo này thì bền thì các bác không bao giờ phải suy nghĩ rồi. Dòng lò xo tròn bao giờ cũng là bền hơn cái lò xo càng cua nhá, lò xo chữ V đấy. Đấy, nên các bác về lò xo thì các bác cứ yên tâm, không bao giờ phải nghĩ.
Bác nào có cần lấy buôn lấy lẻ nhé. Nhà có cung cấp cả buôn cả lẻ. Bác nào có cần nhu cầu sử dụng mua nhé thì cứ xin liên hệ luôn với số điện thoại trên phông đây. Số Zalo có hết, có địa chỉ rõ ràng. Bác nào cần đến cửa hàng xem cũng được nhé. Và cần thêm những cái dấu sản phẩm nào thì có thể là mình ghi ở phía dưới video nhé, để bên em có thể là sẽ tương tác và sẽ làm những cái video về các mẫu sản phẩm tiếp theo mà các bác muốn tìm hiểu. Ngoài ra các bác nhớ đăng ký kênh, các bác có thể cứ gõ số điện thoại ra thì có thể tìm một kênh YouTube cũng như là liên hệ Zalo, Facebook. Thì mình cần tư vấn cái gì ấy, thì mình có thể alo hoặc cứ nhắn tin qua đấy thì bên em sẽ có người để tương tác lại với các bác nhé. Và có thắc mắc gì về các mẫu sản phẩm này thì các bác nhớ nhắn tin gọi điện thoải mái luôn ạ. Mình lên tìm những cái bên sản phẩm của những bên cung cấp nó có địa chỉ rõ ràng cũng như là các cái mẫu ở cửa hàng uy tín ấy. Rồi hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nha. Các bác nhớ đăng ký kênh nhá, chia sẻ video của em ạ. Xin chào các bác.